Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của em Tài để quay giới thiệu chú vị và các bạn một số phô mai nha quý vị. Chào em. Rồi, chào anh Tấn, chào quý vị. Hôm nay em có về một số phô mai vàng. Còn hình thức của em là bao ship toàn quốc với hai cây mai tàn. Hai mai tàn thì em bao ship 200 km nha quý vị. Với lại em cũng thông báo cho quý vị luôn là trong 1m7 từ dưới đáy một bầu lên tên là 1m7 đổ lại mới đi được nha quý vị. Chỉ có Bình Dương, Sài Gòn, Đồng Nai với Tây Ninh. Với có 4 tỉnh đó là mình đi không có được nha quý vị. Ví dụ quý vị ở 4 tỉnh đó mà có chốt cây thì gửi là em chăm sóc giúp cho quý vị, nào mà đi được thì em điện cho quý vị hay ha. Địa chỉ cụ thể của em là ấp Phú Hữu, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại giao lưu của em là 0966111 384. Hình thức của em là bao ship toàn quốc nha quý vị. Đây, mình vào khoa đầu tiên ha em. Dạ. Phôi mai vàng mã số 1 nha quý vị. Vậy nó vậy em nè, có cái đuôi của máy. Rồi, cho chiều cao nó luôn ha. Cao này là 70 anh ơi. Rồi, cao 70. Đây đây quý vị. Quá xá ha. Có cộng rễ méo méo lên nó dành mình ghép bo vô mình chơi cho lạ lạ ha. Rồi, quanh luôn em. Hai mươi ba anh ơi. Rồi, 23 quạt. Giao lưu nhiêu em? Dạ, cây này em giao lưu với giá là 800 anh ơi. Rồi, 800.000 bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn quý vị. Mã số 2. Rồi, mã số 2. Dáng cũng lắc lượng ha quý vị. Rồi, cho chiều cao nó luôn. Cao là 68 anh ơi. Rồi, 68. Dán lắc lượng. Rồi quý vị xem mũ đế em nói ha. Rồi cho cái quành em nói luôn. 32 anh ơi. Rồi 32 chính xác. Rồi, cái này mình giao lưu nhiêu em? Dạ cái này em giao lưu với giá 2 triệu anh ơi. Rồi 2 triệu bao ship. Rồi xuống cây. Dừng cái anh Tức. Rồi tiếp tục là mã số 3 quý vị ơi. Có cái dán cũng dán bài ha. Dán bài nó 39 anh ơi. Bài 39. Rồi trực nhiêu em? Trực này lên tới đỉnh này là tới 76 anh ơi. Rồi 76. Giờ cái trực cắt nếu mà chơi bài thì cắt cái trực nó hơi cao cao ha quý vị, giữ quý vị cắt lại ha. Tùy quý vị về mình thích cắt ở vị trí nào mình cắt cho nó sướng cái tay ha. À. Đây em thích cái này nói chung xử lý nha. Rồi cũng xử lý chắc keo ha. Dạ. Rồi để em nó đây quý vị. Rồi hoành luôn em. Hoành đo ngay vị trí đó là 30 mấy em. 33 yếu tính 32 đi anh. Rồi 32 đi ha. Rồi giao lưu nhiêu đây? Dạ cái này em giao lưu với giá 2 triệu rưỡi anh ơi. Rồi 2 triệu rưỡi bao ship toàn quốc nha quý vị. Rồi mình xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn quý vị ơi. Mã số 4. Rồi mã số 4. Rồi cho chiều cao nó luôn. Cao nó 1m6 anh ơi. Rồi 1m6 cao. Cái này chỉ lấy được con từ ở dưới đáy một bầu lên là 1m7 nha quý vị. Rồi tính từ đáy một bầu lên tới đỉnh lấy 1m7. Tại hiện tại giờ ship cây là 1m7 ha. Dạ. Rồi để một vòng luôn quý vị ơi. Bệ quá dữ. Đó. Cộng to ha, nôm nè. Rồi cho quanh luôn em. Rồi này từng hao ra đi anh Tấn. Này đo cho dính cái cũ rồi. 34. 34. Tính 33 đi anh ơi. Mình đo ở cái quanh trên thì khoảng như em đó. Cái cũ ha. Đó hoành trên dít cắt á. Trên dít cắt này là 30 anh ơi. Rồi đúng 30 ha. Có cái cũ hồi nãy 34 ha. Rồi nãy dính nên thấy 34 ha. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Dạ cây này em giao lưu giá 2 triệu 7 anh ơi. Rồi 2 triệu 7. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn quý vị. Này hồ cây cũng cái củ đế cũng đẹp nè. Nở nè. Nặng nha.
Này, mã số 5 hả em? Mã số 5 anh ơi. Mã số 5. Cái nhỏ kìa. Đá ra âm tầm hả quý vị? Xum xê ha, mạnh khỏe rồi ha. Rồi, cho chiều cao em nói luôn em. Cao này 1,5 m đi anh Tứng ơi. Rồi, lấy 1,5 m nha quý vị. Cành lá xum xê ha, cây mạnh khỏe nha quý vị. Rồi, để nè. Bệ hết sức ha. Rễ trải đều bầu hết trơn nè quý vị. Rồi, hoành luôn em. Em đo hoành cái, đo cái cũ luôn ha. À. Cái hoành này đo trên đó nha quý vị. 32 yếu hoành xíu anh ơi. Tính 31 đi. Rồi, 31. Đó, cái cũ đặt ha. Quý vị. Cũ đặt cái này nó nở là lấy 39 ha quý vị. À. Rồi, giao luôn nha em. Dạ, cái này em giao luôn với giá là 3,2 triệu nữa. Rồi, 3,2 triệu được cây mai khối cũ nở to, rễ xè đều ha. Rồi, mình xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo quý vị ơi, mã số 6. 1,20 anh ơi. Rồi, 1,20 m. Rồi, có cái dáng bài bài ha. Xưa nó có cái tàu dị gụng nó tét lên nè. Rồi, cái này mặt tét ra mặt dưới ha. Dạ. Của cái nhánh đó. Rồi, để đây quý vị. Rồi, cho cái quành luôn em. Hai mươi lăm anh ơi. Rồi, giao lưu như tài. Dạ, cái này em giao lưu với giá 900 anh ơi. Rồi, 900 ngàn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 7. Cũng có dáng bye bye luôn ha. Rồi, cho chiều dài em nói luôn. 1,5 m anh Tứng ơi. Rồi, 1,5 m. Rồi, này mình vô cái hoành luôn nha quý vị. Hoành cái xây dòng đế ha tài. Để xem. Là bị gì em? À, đây có cái nhánh mà nó bị gãy thôi hồi ở đây, lâu ha. Đây vận chuyển về bị xước miếng giang miếng nè. Em quay qua cho quý vị xem. Đây. À. Rồi, cái củ đế nó đây rồi quý vị. Bệ đặt nha quý vị. Rồi, hoành luôn em. Ba bốn anh ơi. Rồi, 34. Dưới đây nở bự ha. Rồi, cái này mình giao luôn như em. Dạ, cái này em giao luôn với giá 3 triệu anh ơi. Rồi, 3 triệu. Ba ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo, số 8 phải không em? Dạ, số 8 anh ơi. Rồi, anh ơi. 1,5 m quý vị ơi, cao. Cây mạnh khỏe quý vị. À, ra từ phà phà ha. Rồi, hoành luôn em. 38 anh ơi. Rồi, chính xác. Giao lưu nhiêu tài? Dạ, cái này em giao lưu giá 2,3 triệu anh ơi. Rồi, 2,3 triệu. Rồi, xuống cây. Mã số 8 nha quý vị. Mã số tiếp theo số 9 quý vị. Rồi, mã số 9 là khoảng 1,7 m ha. Đó, có cái dáng vậy nha quý vị. Đó, có cành hồi ha. Rồi, mình đưa hoành với đế luôn nha quý vị. Rồi, đế nó đây. Đó, đế nó vậy á. Rồi, hoành luôn em. Rồi, 29 lên đây. Rồi, 29 hoành.
Rồi báo giá luôn em. Dạ cây này em giao lưu giá 1.8 anh ơi. Rồi 1.8 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo, số 10 của gì ơi? Cao nhiêu em? 125 anh ơi. 125. Rồi xây xây luôn. Dán hơi lắc nhẹ quý vị. Trên đây thì giật ba cấp ha. Rồi đếm nó đây quý vị. Rồi hoành luôn em. 31 anh ơi. Rồi 31. Giao luôn nhiêu em? Dạ cây này em giao luôn giá 2 triệu anh ơi. Rồi 2 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 11 quý vị ơi. Cao nhiêu em? 49 anh ơi. Rồi cao 49. Đó, được xanh xanh nha quý vị. Cây còn rất là mạnh khỏe ha. Đây cũng có nè. Xanh ha. Đây, đếm nó ăn vòng nè quý vị. Rồi, quanh luôn em. Quanh 32 ha. 32 anh ơi. Rồi, giao lưu như đây em. Dạ, cây này em giao lưu giá 1 triệu 2 anh ơi. Rồi, 1 triệu 2. Rồi, xuống cây. Mã số 11 nha quý vị. Rồi, tiếp tục. Mã số 12 luôn. À, cũng lùng lùng ha. Cái gốc nó nở nè. 43 anh ơi. Rồi, cao 43. Cũng giống như bình bông. Giống bình bông đúng không? À. Giống bình bông ha. Quý vị. Rồi, quanh luôn em. Rồi, em đo ngay dòng heo anh ơi. 28 anh ơi. Rồi, 28. Rồi, giao lưu nhiêu tài? Dạ, cây này em giao lưu giá 800 anh ơi. Rồi, 800 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn quý vị ơi. Mã số 13. Thì con dán bài bài ha. Rồi, cho chiều dài em nó luôn. 122 anh ơi. Rồi, 122. Rồi, xây xây luôn. Rồi, đế nào quý vị. Rồi, hoành luôn em. Hai mươi lăm. 25 anh ơi. Rồi, giao luôn như đây em. Dạ, cây này em giao luôn giá 1 triệu anh ơi. Rồi, 1 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn quý vị ơi. 14. Dân cũng bye bye luôn ha. Dài. Dài hết cỡ 112 anh ơi. Rồi, 112. Từ đỉnh xuống tới hết cái đuôi luôn. Rồi, để em nói đây quý vị. Đó, có cái mình ha. Có chim chịu trước nè. Rồi, hoành luôn em. Hoành này chắc 20 quá. 21 anh ơi. Rồi, 21 hoành. Giả luôn như tài. Dạ, 700 luôn anh ơi. 700 ngàn. Rồi, xuống cây. Trần nha. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 15 anh ơi. 15. Cao. Mét. Mét đúng luôn quý vị. Rồi, để đây. Trải đều bốn mặt ha. Rồi, hoành luôn em. 27 anh ơi. Rồi, 27. Giao luôn nhiêu đây em? 1.1 anh ơi. Rồi 1.1. Mã số 15. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 16 không em? 16 anh ơi. Rồi 16. Cao như tài? 125 anh ơi. Rồi 125. Tăng vị trí này cũng hơi lắc lắc nhẹ nhẹ ha. Chắc mình chơi tông tầng dù từ đây tính lên nữa ha. Rồi, để đây quý vị. Rồi, hoành luôn em. Rồi, đó, vị trí này thì là 34 yếu 33 anh ơi. Rồi, tính 33. 32 thôi. Tính 32 đi. 32 luôn.
Giao lưu như đây em. Cái này em giao lưu với giá là 1 triệu 3 luôn á. Rồi 1 triệu 3. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo quý vị ơi. 2 mét đứng ơi. Rồi cái này cao 2 mét, mã số này 17 phải không em? Dạ. Cao 2 mét nha quý vị. Này em chỉ lấy được con 1m7 nha quý vị. Rồi. Lấy 1m7 à, ship đi xa lấy cho 1m7 nha quý vị. Còn quý vị nào ở gần gần hay gì đến chở hoặc là giao bằng xe ở gần gần thì lấy hết ha. Rồi, để em nói quý vị. Rồi, khoanh luôn tay. 31 anh ơi. Rồi, 31 khoanh. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, cây này em giao lưu với 1 triệu rưỡi anh ơi. Rồi, 1 triệu rưỡi. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo 18 quý vị ơi. Rồi, 1 rưỡi, 2 mét lên đất ơi. À, mình lấy 1m7 đi em. Mét 7. Lấy 1m7 nha quý vị. À. Quay ngược lên đây đi em ơi. À, để anh vô đây luôn em, lát nữa quay. Lát nữa quay cái đế luôn nè. Đây quý vị, một bệ hết sức ha. À, rồi, quay luôn. Quay ngược qua đây một xíu thôi nhé, bị dướng bên đây, mấy cái cây bên đây nha quý vị. Rồi, đó, mình cũng quay hết mặt bệ đế bên đây ha. Rồi quay ngược lại quý vị. Rồi mọp xuống nè. Đó, quý vị. Rồi cũng dắt vòng hết trơn ha. Rồi quay ngược lại cho quý vị xem cái ha, cái đo hoành ha. Rồi bên đây mà mặt này này quá đẹp luôn ha. 25 anh ơi. Ha. Cái này giao lưu nhiêu em? Dạ cái này em giao lưu với giá là 1 triệu 6 anh ơi. Rồi 1 triệu 6. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 19 quý vị ơi. 1m4 lên đây. Rồi 1m4. Rồi xoay vòng luôn em. Có dán cũng lắc nhẹ quý vị. À, lắc nhẹ ở đây ha. Bắn tược luôn anh, sung bắn tược. Cái mạnh mạnh khỏe. Đó cái tược ra nè quý vị. Rồi hoành luôn em. Rồi đo ngay vị trí đó là 32 nha quý vị. Rồi chính xác, mình xem vòng quý vị xem đế nó ha. Rồi mình báo giá luôn em. 2 triệu luôn ơi. Rồi 2 triệu, rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo quý vị ơi. Mã số 20 nha quý vị. Rồi mình cho chiều cao của nó luôn Tài. Cao này có 2m5 có hơn anh ơi. Rồi tính 2m5 ha. Này cái thân nó hình chữ C nha, nha quý vị. Hình kính cung ha. Chữ C nè. Đó. Nếu quý vị úp xuống một xíu nữa nó ra bay ha. Để luôn quý vị ơi. Rồi xe nhẹ vòng em. Rồi hoành luôn nha quý vị. Đây chắc là vận chuyển bị tróc. Tróc cấn à. Cấn ha. Phục ba xe ha. Bị lúng bánh. Xe 35 bị lúng bánh ha. À. 37 anh ơi. Rồi đúng 37 hoành luôn. Để em đo cái cổ dưới. Đo ngay vị trí cổ thì là 44 ha. 44. Đo trên hoành ở trên 37 ha. À, cái này cho luôn như em. Dạ cái này em cho luôn với giá là 3 triệu 7 anh ơi. 3 triệu 7 ship sao đây em? Cái này em bao ship toàn quốc nhưng mà chỉ lấy 1m7 nha quý vị. À bao ship toàn quốc lấy 1m7. Còn quý vị nào ở gần gần thì chở giao vậy luôn. 1m7 ha. Thì mặt bồng lên tới 1m5 đó đó ngay đó đó. 1m5 ngay đó là lấy 1m7. À, quý vị có chốt cây này thì cái alo thương lượng về cái hình thức ship với cây để làm sao quý vị cái alo tại nha quý vị. Đây mình xuống cây. Rồi mã số 21 nha quý vị, một cây mai tàn ha.
Rồi ngang tầng ngang 1,5 m ha, cao thì tầm 2 m nha quý vị. Đó, cái tàng đó là quý vị. Là chậm chậm quý vị xem ha, ở xa xa cho quý vị xem ha. Đó. Rồi, tiến gần cho quý vị xem kỹ lần nữa nha quý vị. Em xe nhẹ cái tàng dòng tay. Rồi, tay cành em nói là quý vị. Này cũng già cay dữ ha. Sần sùi ha. Rồi, để em nói đây quý vị ơi. Ta hoành luôn ta. Nhiều anh. 37 yếu tính 36 nha. Tính 36 đi anh ơi. Rồi, giao luôn nhiêu em? Dạ cây này 5 triệu anh ơi. 5 triệu, bao ship 200 km ha. Dạ. Rồi, mình xuống cây nha quý vị. À, mã số tiếp theo quý vị, mã số 22 nha quý vị. Rồi, mã số 22. Cây còn đẹp luôn. Bên rồi tán ngang một bên 1,5 m vậy thì cộng lại khoảng 3 m thôi, 3 m trở lại đi ha. Cao thì ở đó cao tính 3 m luôn. Ô, quý vị khá cao ha. Đó, đỉnh cái đỉnh này rồi quý vị. Rồi rà rà quý vị xem kỹ ha. À, xuống cái đế luôn nha quý vị. À, bốn phía đủ ha quý vị. Đó, cho cái hoành luôn tài. Như vậy. Mà số này hoành 29 nha quý vị. Rồi, giao luôn nhiêu em? Dạ, cái này em giao luôn với giá 6,5 triệu anh ơi. 6,5 triệu. Bao ship 200 km ha em? Dạ, bao ship 200 km anh. Rồi, 6,5 triệu nha quý vị, bao ship 200 km. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi ha. Thì quý vị thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào thì cái mình dạng alo anh Tài ha. Rồi, xin chào nha, gặp lại quý vị mình vào video tiếp theo.